Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chi tiết một cái bộ chế xe điện 4 bánh ATV có vi sai các bác nhé. Bộ này là có vi sai giảm xóc phục trước và phục sau càng A các bác nhé. Đấy, phụ kiện rất là đầy đủ. Đây, các cái u bát giữ đỡ đầy đủ luôn nhé. Phụ kiện rất là đầy đủ các bác nhé. Cái này thì có trục cầu sau là 85 cm, lắp bánh thì nó sẽ ra khoảng một gần 1 mét các bác nhé. Cái này thì làm xe khổ 1 mét hoặc là 1m15 là đều được. Trục cầu hộp số này thì bên em có nhiều loại hộp số, hộp số này là loại một số. Các bác có địa hình cao hay là như thế nào thì các bác có thể đổi sang loại hộp số 2 số, bên em cũng có nhé. Bộ này thì đang để công suất động cơ là 850W là rất khỏe rồi các bác ạ. Nếu như các bác muốn làm giá nó mềm và đi đường bằng ấy, thì các bác nên lấy khoảng 500W thôi. Nó thứ nhất là tiết kiệm điện, thứ hai nữa là giá nó rẻ. Đấy. Và nếu như các bác sợ yếu khi lên dốc ấy, thì các bác chỉ cần lấy 500W và đổi sang hộp số có 2 số là được. Thì tùy khách hàng nhé. Khách hàng nghe rõ những cái tư vấn của em để mình lựa chọn những cái sản phẩm cho nó phù hợp với nhu cầu. Còn ngoài ra thì các bác có thể lấy công suất cao kèm 2 số hoặc công suất cao kèm không cần số. Không cần số thì làm xe nó sẽ đơn giản, khung sườn nó đơn giản hơn. Đấy. Thì như con 850W thì những cái dốc bình thường nó lên được hết, không vấn đề gì cả. Nó có lực rất là mạnh vì đường kính bánh của mình nó cũng khá là bé. Bộ này thì tốc độ của nó tối đa nó chỉ khoảng 30, hơn 30 thôi, hoặc là khoảng gần 30 thôi. Đấy, tuy nhiên thì nó khỏe, êm. Xe điện thì nó hướng đến cái sự êm ái trong cái di chuyển và nó không ồn ào, không gây sự chú ý. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Cái này làm khung đơn giản để chở chuyện 4 người là không vấn đề gì cả. Khung sườn đơn giản thôi. Con này thì phù hợp, rất là phù hợp với các bác làm xe. Đấy. Em có đưa ra các mẫu bánh, mẫu lốp gai, mẫu lốp trơn, mẫu đường kính 39-40 và mẫu đường kính 32, mẫu đường kính 30. Đường kính 30 thì bản rộng 12, đường kính 32 thì bản rộng 14. Đường kính 39-40 thì bản rộng 16, như trong cái bộ video này là bản rộng 16. Đấy. Thì các bác xem. Đây các bác nhé. Đấy. Đo thì bên em sẽ đo như thế này. Nhiều khi nó có thể là 15,5 cm hoặc là 16 cm. Đấy, kích thước thì nhiều khi các bác cũng phải thông cảm là đo thì nó có sự sai lệch. Chứ nhiều bác cứ đi soi vào những cái thông số bên em nói ra ấy, thì nó không... Đến tất cả các kích thước đo ở trên đời này đều có dung sai chứ không có cái gì là tuyệt đối cả. Đấy, vì vậy là các bác cũng phải thông cảm. Ví dụ như cũng là bánh này đường kính 39 nhưng khi các bác bơm căng có thể lên đến 40 chẳng hạn. Hoặc là khi các bác bơm non thì nó không được 39. Thì nó cũng có một số sai số chứ. Ví dụ như cái vừa rồi em đo là 15,5 cm thì bình thường có thể bơm lên nó ra được 16 nhưng có khi nó chỉ được 15 thôi. Đấy là về cái chuyện về kích thước để các bác tránh. Nhiều khi các bác không thích mua hàng nữa là các bác quay ra các bác nói chuyện về cái vấn đề kích thước nó sai số thì nó vẫn có sai số. Ở đây là bộ lập vô lăng bên em là 30 cm. Đây, vô lăng là 30, đường kính vô lăng 30 cm, chữ A là dưới là 24, chữ A trên là 28. Đấy. Trục cầu của nó là 80, đây nó gần 85 cm, thì các bác lắp bánh nó sẽ ra khoảng gần 1 mét đấy nhá.
Thì mọi thông tin đặt hàng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.